Rồi, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình nhé. Tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn vòng thi đấu thứ hai của giải đua ghe ngò truyền thống huyện Long Phú lần thứ 18 năm 2024 nha các bạn. Đây là chiếc ghe ngò của Băng Rô Chắc Chắc và chiếc ghe ngò của Tức Ray đang di chuyển về điểm xuất phát. Thì Tức Ray đã vừa mang về cho mình một chiến thắng đầu tiên nha các bạn. Tức Ray thành tích cao nhất là vô địch ông bóc năm 2012 với chiếc ghe ngò đóng mới nha. Ở cặp thi đấu đầu tiên thì Sân Ke và Băng Rô Chắc Chắc đã diễn ra rất là sôi nổi kịch tính. Trái với những nhận định ban đầu, mình nghĩ là Sân Ke sẽ bỏ xa Băng Rô Chắc Chắc, nhưng hai đội đã về đích khá là sức sao nha các bạn. Và Tức Ray cùng Băng Rô Chắc Thơ Mây cũng vậy, hai đội mình cũng nghĩ là sẽ có sự chênh lệch, nhưng cuối cùng họ lại về đích khá là sức sao. Còn ở giải thi đấu lần này thì chỉ có 4 đội của huyện Long Phú thi đấu với nhau vòng tròn một lượt để xếp hạng nhé. Thì sẽ chọn ra đội nhất nhì ba tư để sắp thứ hạng thông qua 4 vòng đấu. Xem ai thắng nhiều thì sẽ được hạng nhất. Như vậy nếu như mà có hai đội cùng điểm số thì sẽ như thế nào các bạn? Nếu như hai đội có cùng điểm số thì ban tổ chức họ sẽ xem về cái lịch sử đối đầu, ai thắng ở vòng trước thì sẽ được xếp nhất. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có một đội sẽ có 3 chiến thắng tuyệt đối, chứ mình không nghĩ là sẽ phải xem lại lịch sử đối đầu đâu các bạn. Lượt trận thứ hai đã xuất phát rồi nha các bạn. Thì ở lượt trận thứ hai này thì Băng Rô Chắp Thơ Mây sẽ bơi với Sân Ke, thì Băng Rô Chắp Thơ Mây sẽ là nằm bên phải màn hình và Sân Ke là bên trái màn hình nha. Và trận thứ hai của lượt thi đấu thứ hai là Băng Rô Chắp Chắc sẽ bơi dưới Tức Ray, thì Băng Rô Chắp Chắc cũng sẽ bơi bên phải màn hình và Tức Ray bơi bên trái màn hình. Đây là cặp thi đấu đầu tiên. Sân Ke và Băng Rô Chắp Thơ Mây. Đấy, Sân Ke là áo màu xanh bên trái màn hình nha. Bơi thứ hai, cái thứ ba giữa Băng Rô Chắp Thơ Mây và của Sân Ke. Băng Rô Chắp Thơ Mây mặc áo xanh nằm bên khán đài A, khán đài của Sân Ke nằm bên kia sông. Hiện tại đã dần dần tiến về đích. Rồi, Sân Ke đã có cho mình một cái chiến thắng rồi. Chiến thắng trước Băng Rô Chắc Chắc. Liệu lần này Sân Ke có thắng được luôn Băng Rô Chắc Thơ Mây để ấn định cho mình hai chiến thắng hay là không đây các bạn. Hiện tại là hai đôi ghe đã đi được nửa đường đua. Rồi, theo như những gì ban tổ chức thông báo thì từ thiết bị lấy hình trên cao thì chùa Sân Ke đang dẫn trước Băng Rô Chắp Thơ Mây nha. Đây chính là Sân Ke. Đội ghe được kỳ vọng là sẽ có sẽ đạt được giải nhất trong cái giải đua này nha. Băng Rô
chấp thơ mây, một chiếc ghe đã 19 năm rồi các bạn. Tức đây giờ băng rô chấp chắc cũng đã xuất phát rồi các bạn. Chấp thơ mây đã bị lạc lái đâm vào ghe của sang ke khi đến đoạn tăng tốc về đích các bạn. Còn cách đích khoảng 5 mét thì đã anh em đã bị lạc lái đâm vào hông. Rồi, đây là cặp thi đấu giữa Tức Ray và Băng Rô Chấp Chắc. Thì Tức Ray bơi bên phải màn hình nha. Còn Băng Rô Chấp Chắc thì bơi bên trái màn hình. Đây, còn hơi xa, mình quay nó hơi bị lạc hình các bạn thông cảm. Như vậy là từ xa mình cũng có thể thấy là Tức Ray đang dẫn trước Băng Rô Chấp Chắc các bạn. Dự đoán ban đầu hai đội đang tăng tốc, Tức Ray đang tăng tốc, Băng Rô Chấp Chắc đang bám đuổi các bạn, Băng Rô Chấp Chắc cũng đang tăng tốc bám đuổi quyết liệt. Đang bám đuổi quyết liệt. Wow. Sang ke lên. À nhầm, ở Tức Ray. Nãy giờ mình nói nhầm các bạn. Nãy giờ mình nói nhầm đường đua nha. Các bạn thông cảm. Như vậy là Tức Ray cũng đã mang cho mình hai chiến thắng. Còn để vào thì giống như dự đoán ban đầu, mình có nói là lượt trận thi đấu thứ ba mới là lượt trận quyết định các bạn. Ở cái lượt trận thi đấu thứ ba sẽ là sang ke super với Tức Ray, cả hai đội đã dành cho mình hai chiến thắng, sẽ phải tranh tài, ai thắng sẽ là đội đứng nhất bảng, ai thua là nhì bảng. Và Băng Rô Chấp Thơ Mây và Băng Rô Chấp Chắc cũng sẽ phải tranh với nhau hạng ba nha. Quá đông rồi các bạn. Bây giờ thì đã trải qua xong hai lượt đấu rồi, chỉ còn một lượt đấu nữa thôi. Mời cả nhà cùng chờ theo dõi lượt thi đấu thứ ba sau khi anh em nghỉ ngơi tiếp nước và di chuyển về điểm xuất phát nha.